là tính cách của Cường thì Cường ít khoe những cái gì thuộc về cá nhân lắm. Ngay cả khi Cường chưa lập gia đình, quý vị cũng ít thấy những cái câu chuyện cá nhân của Cường đúng không nào. Thì khi Cường lập gia đình rồi thì bà xã của mình đó, thì đứng đằng sau làm hậu phương cho mình và chăm lo cho con cái, để cho mình có cái thời gian cũng như là có nhiều cái năng lượng hơn để mà ra những cái sản phẩm âm nhạc. Dù sao thì âm nhạc vẫn là cái sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, gia đình lại là một cái điểm tựa, một cái tinh thần rất là lớn. Nếu như không có những cái điểm tựa đó thì chắc chắn là cái sự nghiệp của mình sẽ không vững chắc. Thì Cường may mắn có được điều đó trong cuộc sống của mình. Sẽ có thật nhiều sức khỏe. Và có quý ấy cứ hỏi là ủa, nhà này nghỉ hát rồi hả? Sao không thấy đâu hết trơn vậy? Cảm ơn anh Quân. Có một điều hạnh phúc nữa mà anh Quân bị thiếu về nhạc trẻ, đặc biệt là mảng về dòng nhạc pop ballad, là có một trong những cái dòng nhạc mà Cường đã cần luôn. Mai Bảo Ngọc đó thì là một cô bạn rất là dễ thương. Bé Ngọc thì là biết là cái thời điểm mà Ngọc mới vừa gọi là giảm cân sau sanh. Cũng may ra cho em. Vì mình quá bận rộn cho nên là mình phải có những nguyên tắc, những cái thời gian riêng dành cho gia đình. Chẳng hạn như buổi sáng mình phải dậy thật sớm, 6 giờ sáng là gần dậy rồi, để có thể chăm lo cho con, đưa con đi học, trò chuyện với con trên quãng đường đi học như thế nào đó. Buổi chiều thì nếu có thời gian mình sẽ là người đón con. Bên cạnh đó thì những cái buổi mà mình không đi hát thì mình sẽ dành ở nhà trọn vẹn để chơi với con, với vợ và những thành viên trong gia đình. Cường học được rất là nhiều khi mà Cường làm MC cho những cái chương trình về gia đình, về trẻ em. Thì Cường luôn luôn là người hay tâm sự với con, mặc dù con còn rất nhỏ. Con mọi người nói là con nít nhỏ biết gì, nhưng mà thực tế là con nít biết hết. Cho nên là mình luôn luôn chia sẻ và trao đổi với con những cái gì mà trong cái khả năng của con có thể tiếp nhận được. Bên cạnh đó thì mình cũng có những cái nguyên tắc đối với con. Bởi vì nếu như quá dễ dãi thì bé sẽ trở nên ương bướng. Cho nên mình sẽ có những cái nguyên tắc riêng. Và để đưa bé vào những nguyên tắc đó thì mình sẽ dễ dàng gọi là dạy con hơn. Lần này quay trở lại với âm nhạc thì Cường cho ra một cái sản phẩm không phải là bolero, bởi vì trong khoảng thời gian trước sau chương trình Người Kể Chuyện Tình thì gần như là Cường ra những sản phẩm cũng như hát về bolero rất là nhiều, bởi vì đó là cái thời điểm mà mình đã dành trọn cho bolero, vì những cái tình cảm khán giả dành cho mình, những cái đối tượng khán giả đã yêu thương Cường khi mà Cường hát bolero. Và bên cạnh đó thì có rất là nhiều những khán giả vẫn còn thích mình ở dòng nhạc này, thì đương nhiên Cường vẫn phải cho ra những cái sở trường của mình bên cạnh những cái sở đoản. Nếu khán giả gọi mình là Nam Cường Bolero thì Cường cảm thấy vui, bởi vì là mọi người đã đón nhận Cường với cái sở đoản của mình, với một cái dòng nhạc mới, và dần dần thì Cường hát bolero cũng thấm hơn so với ngày xưa. Từ bản thân mình cảm nhận điều đó. Khi mà Cường đi hát đa phần là những show nhạc trẻ, bên cạnh đó thì cũng có những show bolero, thì khi hát xong mọi người hay nói Cường là hát thêm bolero đi, mọi người rất là thích, chứng tỏ rằng mình đang có một cái sự gọi là tắc kè hoa ở trên sân khấu, và mọi người thích thú điều đó, là giúp cho Cường có thể mở rộng được những cái show diễn của mình hơn. Cảm ơn quý vị. Trong mắt nhau mà sao ta vỡ, chẳng thể nào...